Với bất kỳ một bài toán đố nào, chúng ta cũng đều phải đặt công thức phân tử của hợp chất hữu cơ đó. Và điển hình nhất đó là hydrocarbon. Chúng ta phải nhớ được công thức phân tử tổng quát nhất của hydrocarbon, đó chính là CnH2n cộng 2 trừ 2K. Trong đó, N là số nguyên tử carbon và K là số liên kết pi. Từ số liên kết pi và số nguyên tử carbon, chúng ta có thể đạt được công thức phân tử và suy luận ra được công thức phân tử của từng dạng hydrocarbon. Chẳng hạn khi K bằng 0, đương nhiên nó là ancan. Thầy có thể nói nhanh ở phần này được vì chắc chắn là các em đã nắm bắt được một phần nào đó rồi. Ta sẽ có công thức CnH2n cộng 2 và với N lớn bằng 1. Với K bằng 1, nó có thể là aren khi N lớn bằng 2. Có thể là cycloalkan, đó là mạch vòng, N bắt buộc phải lớn bằng 3. Và K bằng 2 có thể là ankin hoặc là alkadien. Đương nhiên, nếu K bằng 4, nó là aren CnH2n trừ 6 với N lớn bằng 6, đó là các hydrocarbon thơm. Đấy, các em cần nhớ các công thức tổng quát của các loại hydrocarbon. Nên nhớ một điều cho thầy, chuyên đề này không những phục vụ các em học sinh lớp 12 chuẩn bị thi kỳ thi Trung học Quốc gia, mà còn phục vụ chính các em lớp 11 đang học chương trình hóa học hữu cơ lớp 11. Các em có thể tự ôn tập ở đây được. Đó là điều vô cùng đáng quý. Các em rất lưu ý điều này cho thầy. Ta có phương trình đốt tổng quát, đó chính là CnH2n cộng 2 trừ 2K cộng 3n cộng 1 trừ K trên 2 oxy để thu được NCO2 cộng N cộng 1 trừ K nước. Trong các video clip trước, các em đều biết đã làm toán đốt là sẽ áp dụng triệt để nguyên lý bảo toàn khối lượng và bảo toàn mol nguyên tử. Đây, chính vì vậy cho nên trong video clip này và trong cái phản ứng đốt này, thầy muốn mô tả lại một lần. Ta nhìn thấy rất rõ ràng toàn bộ lượng hydro trong hydrocarbon đã đi hết vào nước. Do đó, muốn định lượng hydro trong hydrocarbon, chắc chắn chúng ta sẽ đem định lượng nước. Và toàn bộ lượng carbon đã đi hết vào CO2. Vậy, muốn định lượng carbon trong hydrocarbon, chắc chắn 100% chúng ta sẽ định lượng CO2. Và đương nhiên, toàn bộ lượng oxy tham gia phản ứng đã đi hết vào CO2 và đi hết vào nước. Đấy là những điểm mấu chốt trong bảo toàn khối lượng và bảo toàn mol nguyên tử. Các em cần lưu ý cho thầy. Khi làm bài toán đốt thì ta cần phải áp dụng triệt để nguyên lý bảo toàn khối lượng và bảo toàn mol nguyên tử. Thầy nhắc lại một lần để các em nhớ. Không riêng gì hydrocarbon.